Hiện tại các bạn đang truy cập vào trang web anhducdigital.vn để có thể tìm hiểu các dàn karaoke gia đình phù hợp. Chúng tôi đã tính toán đầy đủ các thông số kỹ thuật, sự tương thích giữa các thiết bị âm thanh để cho ra một dàn karaoke chất lượng hoàn hảo nhất. Để xem Anh Đức Audio ngày hôm nay sẽ giới thiệu tới các bạn dàn karaoke nào nhé. Xin chào tất cả các bạn, hát karaoke thường là kiểu giải trí được người Việt vô cùng yêu thích mỗi khi có dịp sum họp quây quần hay là những khoảng thời gian thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, chọn hay phối ghép dàn karaoke như thế nào cho phù hợp với nhu cầu sử dụng và chi phí của bạn lại là một vấn đề khác. Hãy để Anh Đức Audio giới thiệu đến bạn dàn karaoke gia đình giá tốt, chất lượng tuyệt vời, được phối ghép với cấu hình mới nhất. Với tên gọi DKJ01, bao gồm cặp loa JBL Aeon 610, bộ micro VM300 và cuối cùng đó chính là vang số Little Sound K810. Đầu tiên đó chính là cặp loa JBL Aeon 610 sở hữu hai đường tiếng và tích hợp Omni Clarity, hỗ trợ chất âm mạnh mẽ, khỏe khoắn, giúp loa có thể khuấy động bất kỳ không gian nào. Hoạt động với công suất trung bình 500W và có thể đạt đến công suất tối đa là 1000W. Với công suất hoạt động này, JBL Aeon 610 có thể chơi nhạc trong thời gian dài mà không xảy ra tình trạng bể tiếng. Loa bass có đường kính 25cm, kết hợp công nghệ sóng âm tiên tiến nhất, hỗ trợ âm thanh bass của loa được khỏe và chắc chắn. Bên cạnh đó còn được tích hợp công nghệ điều khiển từ xa thông qua điện thoại hoặc máy tính bảng, tăng thêm sự tiện lợi, linh hoạt hơn cho người dùng. Ngoài ra, Aeon 610 còn được thiết kế với hai đầu vào combi XLR trên một giáp. Ống dẫn sóng tiên tiến này hỗ trợ loa trong việc tạo ra sự cân bằng trong âm thanh, giúp âm thanh được thanh hơn, êm tai hơn. Là bộ micro không dây hai kênh đầu tiên được JBL thiết kế để bổ sung cho dàn âm thanh karaoke JBL. Bộ micro VM300 bao gồm một máy thu SR300 và hai micro HT300, cung cấp khả năng truyền âm trong rõ. Do đó, nhiễu không phải là vấn đề đáng lo ngại khi mà VM300 hoạt động đồng thời trong các phòng khác nhau. Đồng thời, micro JBL VM300 sở hữu 200 kênh cho phạm vi hoạt động rộng, không lo bị trùng sóng. Hơn nữa, JBL VM300 còn có khả năng chống hú cực cao, nên bạn không cần phải bận tâm việc mic bị hú hay rè. Với những đặc tính trên, VM300 mang đến chất âm phát ra đầy và ấm, hỗ trợ người hát tốt hơn. Ngoài ra, JBL VM300 được trang bị tính năng cảm biến tự ngắt. Chỉ cần đặt xuống bàn trong vòng 3 giây, mic sẽ tự động tạm dừng nhận tín hiệu âm thanh. Và sau 3 phút, mic sẽ chuyển qua chế độ tắt nguồn. Vì thế mà bạn có thể sử dụng pin lên tới 6 giờ đồng hồ, hát hò, thả ga hay đắm mình trong những ca khúc yêu thích mà không bị tụt mút khi phải dừng giữa chừng đi sạc pin. Được thiết kế với chất lượng âm thanh tuyệt vời, có độ bền cao, có khả năng tương thích với các dòng thiết bị khác cực tốt để có thể lắp đặt trong mọi hệ thống âm thanh, từ karaoke cao cấp đến hội trường sân khấu đến âm thanh đám cưới. Thiết bị còn có khả năng chống hú mic cực tốt, hơn nữa với khả năng tinh chỉnh từng dải tần, giúp tiếng nhạc mạnh mẽ, rõ ràng từng tiết tấu và tiếng micro mềm mại ngọt ngào hơn. Little Sound K810 còn được tích hợp cổng đầu vào và đầu ra để có thể phù hợp với mọi phòng hát, chinh phục cả những người dùng khó tính nhất. Với những sản phẩm trên, chúng tôi đã lên được bộ dàn âm thanh karaoke dành cho gia đình bạn. Dàn karaoke DKJ01 được chúng tôi phối ghép hoàn toàn từ những thiết bị chất lượng cao đến từ những thương hiệu Little Sound, JBL danh tiếng nhằm mang đến cho bạn một hệ thống âm thanh tốt nhất. Nếu bạn đang có ý định muốn setup dàn karaoke gia đình thì đừng quên Anh Đức Audio nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối và kiểm tra dàn âm thanh này các bạn nhé. Với 45.900.000 đồng, các bạn đã sở hữu dàn karaoke vô cùng tuyệt vời DKJ01. Bên cạnh đó, khi mua sản phẩm này tại Anh Đức Audio, các bạn sẽ nhận được những chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn: dây âm thanh 20m, giá treo loa, bộ jack Neutrik, bộ jack Canon, gói setup bảo hành tại nhà.
vô cùng ấn tượng đúng không ạ? Nếu các bạn có những thắc mắc hay có ý kiến gì về sản phẩm của chúng tôi, các bạn chỉ cần với một thao tác vô cùng đơn giản, đó chính là nhấc máy lên và gọi đến số tổng đài 0832 777 771. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.